Sau khi đã tìm được nguồn nước, tất nhiên là quan trọng nhất là thức ăn. Và tôi nghĩ là ta sẽ làm một cái giọ để đan, để bắt cá. Trong những khu rừng ít những cái cây cối to như thế này, ta có thể tìm những cái sợi cỏ ở dưới để đan thành một chiếc giỏ. Có thể ta tìm những sợi cỏ như thế này để đan chúng lại với nhau. Chiếc giỏ sắp hoàn thành rồi. Rồi có con sâu gióm ở đây. Vâng thưa các bạn, vậy là tôi đã đan xong chiếc giỏ. Người ta thường nói là đơn giản như đan một cái giỏ. Thì bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đi câu, đi bắt cá. Và mời theo tôi. Rất may đây là nước ngọt, đây là không phải là biển. Tôi nghĩ là con sông này sẽ có nhiều cá thôi. Ta sẽ đặt chiếc giỏ ở đây. Tôi sẽ nhét một hòn đá vào đây để đảm bảo là chiếc giỏ sẽ chìm xuống. Chúng ta sẽ chờ đợi. Hy vọng là sẽ kịp bữa tối. Vậy là hôm nay số tôi không được may mắn lắm. Có lẽ là ở bờ sông tôi không kiếm được vận may gì.
ta sẽ thử vào rừng tìm kiếm xem sao. Bởi có thể hôm nay tôi sẽ ở trong khu rừng nhiệt đới đầy cây phi lao thân thẳng như thế này thì việc tìm thấy thức ăn là một điều khá khó khăn. Nhưng nếu bạn chịu khó tìm kiếm thì sẽ có tìm được những, sẽ có những vận may đến với bạn. Trong sự sinh tồn, chúng ta đừng có nên nản lòng và lùi bước. Hãy cố gắng. Mặc dù đã 2 ngày nay tôi không ăn gì rồi, rất đói mệt, nhưng có lẽ là tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm. Theo tôi. Đã 2 ngày rồi, không ăn uống gì. Điều quan trọng nhất bây giờ là nước. Có lẽ các bạn nghĩ tôi sống gần nguồn nước, nhưng không được. Nước phải đun sôi, nhưng không có gì để đun. Thực sự là tôi đã đói và mệt lắm. Có lẽ tôi sẽ phải bỏ chương trình. Tôi... không được, tôi vẫn phải cố để tiếp tục. Người ta đã bảo là bạn ấy cố gắng trong sinh tồn, hãy cố gắng kiên trì để sống sót. Có lẽ đây là vận may của tôi. Có thể khách du lịch nào đó đã để lại chai nước vẫn còn nguyên. Giờ tôi đã có một chút để hy vọng để sinh tồn. Có lẽ tôi đã tìm thấy nguồn thức ăn của mình. Dế là một động vật rất giàu protein. Và tôi đã bắt được nó rồi. Vâng, thì dế rất nhiều protein. Sau khi tôi sẽ vặt cái chân này và tôi sẽ ăn nó. Có lẽ sẽ ăn từ phần đầu. Người ta thường nói là trong cái may có cái rủi. Nước thì còn một ít, có lẽ sự sinh tồn đến đây để chấm dứt. Tôi sẽ uống nốt mấy ngụm nước này và có thể là chờ chết. Đi đi đi. Đã đến bữa trưa rồi mà tôi vẫn chưa ăn. Mắt đã có mờ, chân đã run rồi. Có lẽ sự sinh tồn ở hòn đảo này quá khắc nghiệt. Anh có nhìn thấy không? Tôi trông thấy một vật giống như một chiếc bánh mì. Hay có thể là do mắt mờ và đói quá nên hoa mắt. Tôi đã nhìn nhầm. Anh có nhìn thấy không? Có lẽ tôi đưa lên xem là gì. Nó có mùi vị như bánh mì. Trông giống như một loại động vật. Xác của một loài động vật đã chết. Có lẽ là tôi sẽ phải ăn nó thôi. Mùi vị như là pizza ấy. Bên trong còn có quả trứng cút nữa. Dù khá là kinh tởm mà thôi, đây là sự sinh tồn cuối cùng của tôi. Sau khi đã nạp đủ năng lượng, tôi sẽ tiếp tục lên đường đi tìm sinh tồn. Thường nếu mà bị lạc ở trong rừng, các bạn hãy cố gắng tìm đường ra bờ sông để có thể đi dọc theo bờ sông. Rất có thể các bạn sẽ gặp những người trải lưới, những người di cư, và có những cái cơ hội để bạn thoát ra khỏi cái sự sinh tồn này.
Vừa mới nói tôi đã nhìn thấy một đoàn du lịch rồi. Chào mọi người. Chào. Chào. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn tôi. Hát rồi. Mày là thằng nào? Mày không phải Phạm Việt Trung không?